chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Như anh em cũng biết, hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của vòng tranh đoạt của giải đấu Ban Hội Tranh Đoạt Chiến. Và ở trang chủ của chúng ta bây giờ cũng đã có một thông báo chính thức cập nhật quy tắc thi đấu vòng chung kết. Và anh em cũng biết là sau rất là nhiều khó khăn và gian khổ từ các anh em ban, phải 5 ngày trời đúng giờ tập trung để chiến đấu với 3 ban hội còn lại để có thể xếp hạng ở trên bảng xếp hạng của từng cụm 1, cụm 2, cụm 3, cụm 4, đúng không? Và 4 hạng đầu của các cụm sẽ đại diện, sẽ có cơ hội, sẽ đi tiếp vào vòng chung kết của chúng ta. Và Vinagame họ cũng đã hé lộ ra cái vòng chung kết của chúng ta sẽ là thể thức gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem thể thức vòng chung kết của giải đấu Ban Hội Tranh Đoạt Chiến nha. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Cập nhật quy tắc thi đấu vòng chung kết ngày 29 tháng 12, vừa mới kết thúc cái vòng tranh đoạt, bây giờ lên luôn chung kết luôn, quá lẹ từ vị trí của VNG. Anh em vỗ tay khen ngợi với The Game nha anh em, chuẩn bị rất là lẹ luôn. Rồi, vòng chung kết, thời gian thi đấu, thời gian vòng chung kết từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1 2024, cũng là ngày sinh nhật của cua, 7 tháng 1. Nên là cái đến ngày này thì có cái trận chung kết cũng ngon lành anh em, nên là anh em có đồ này cho cua cũng ok nha. Được, có gì mình để cái link Zalo Pay kiểu anh em có thể đồ này cho cua cũng được. Rồi, tư cách tham gia và phân chia bảng đấu. Kết thúc vòng tranh đoạt, 4 ban hội có tổng điểm xếp hạng cao nhất mỗi bảng sẽ nhận tư cách tham gia vào vòng chung kết. Tổng cộng mỗi cụm thi đấu sẽ có 16 ban hội. Wow, ghê chưa? Và 16 ban hội này sẽ đấu như thế nào đây? Dựa vào xếp hạng và bảng thi đấu tại vòng tranh đoạt, hệ thống sẽ sắp xếp ban hội theo các cặp thi đấu với nhau theo hình thức loại trực tiếp. Wow, ghê nha. Chi tiết cặp đấu và thời gian thi đấu sẽ được cập nhật tại mục lịch đấu, nên là cô nghĩ ngày mai ngày mốt cũng sẽ có thôi. Vòng chung kết sẽ diễn ra các cặp đấu tranh top 8, top 4, bán kết và chung kết. Anh em lưu ý nha, vào vòng này chúng ta sẽ loại trực tiếp, là ban thắng sẽ đi tiếp và ban thua sẽ loại luôn. Lưu ý nha, chỉ có một cơ hội thôi nha anh em. Từ đây đến cái ngày 2 tháng 1 2024, anh em chúng ta phải tập trung tất cả lực lượng của chúng ta, build đồ lên chiến thuật các kiểu con đà điểu cho cái vòng chung kết này. Ban hội giành được chiến thắng tại trận chung kết sẽ trở thành quán quân của cụm thi đấu. Và trong cái giải đấu lần này của chúng ta, hiện tại đang có 4 cụm thi đấu lận, rất là đông luôn anh em. Quy tắc thi đấu, vào thời điểm diễn ra trận đấu của ban, thành viên ban hội có thể tham gia vào trận thông qua giao diện giải đấu. Mỗi trận đấu sẽ bao gồm 5 phút chuẩn bị và 24 phút chiến đấu, tổng cộng là 29 phút. Trong thời gian thi đấu, hai ban hội trong cặp đấu sẽ chiến đấu và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể. Lưu ý nha anh em, hai ban hội chúng ta sẽ đối đầu 1v1 với nhau anh em. Anh em cứ nghĩ đi, khi mà anh em đi thi đấu môn phái mà vô top 16 á, chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với một người nào đó, hay không? Bây giờ cái dòng tranh đoạt của mình đối đầu với lại 3 ban hội khác, còn cái dòng chung kết này chúng ta đánh solo với một ban hội khác, ngon lành luôn anh em. Trong thời gian thi đấu, hai ban hội trong cặp đấu sẽ chiến đấu với nhau, hay không? Và cố gắng đạt được điểm cao nhất, ngon lành. Bản đồ thi đấu, tên bản đồ Mộng Hồi Thái Thạch Cơ. Hình thức thi đấu, tống kim hậu kỳ. Đúng, cái này ngon nha. Tống kim, đúng rồi, hợp lý. Tại vì sao? Nếu như mà đánh solo mà đi theo dạng công thành chiếm, chiếm trụ đồ này nọ, đúng không? Thì nó sẽ không hấp dẫn bằng cái việc mà đánh tống kim. Bản đồ bao gồm, thứ nhất, hai hậu danh ở khu an toàn. Chúng ta sẽ cùng xem cái bản đồ này. Đây là cái bản đồ đây anh em. Đó, bản đồ chúng ta gồm có nè, hai hậu danh ở khu an toàn là cái khúc này nè, một cái ở đây, thấy không?
một cái ở đây, thấy không? Tiếp theo, 4 long trụ tại 4 địa điểm trung lập: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. 4 long trụ: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi phe đều có 2 trụ, thấy không? Rồi, tiếp tục. 4 đại tướng phe Tống là Lý Hiển Trung và Trần Bích Nương. Lý Hiển Trung đứng ở đây, Trần Bích Nương đứng ở đây. Đó. Phe Kim: Gia Luật, Đại Thạch và Chiết Biệt. Gia Luật, Đại Thạch và Chiết Biệt. Đó. Rồi, nguyên soái là Ngu Doãn Văn ở phe Tống. Ngu Doãn Văn sẽ xuất hiện ở bên trong, múc bên trong ở đây. Hoàng Nhan Lượng ở phe Kim, Hoàng Nhan Lượng ở đây này anh em. Đó. Cái map của chúng ta anh em có thể nhìn thấy sương sương đi ha. Đó, chúng ta có những cái tính toán gì nữa anh em có thể nhìn thấy. Rồi, bắt đầu lên những cái chiến thuật đi anh em. Và đây, đây là cái long trụ của chúng ta, anh em có thể nhìn thấy hay không? Đây là long trụ, đây là con đại tướng nè. Và con đại tướng này nó rất là bự. Mình không biết nó có trâu hay không nhưng mà rất là bự, rất là khủng khiếp anh em. Quá trình thi đấu, hai bang đối đầu sẽ được xếp ngẫu nhiên phe Tống và phe Kim. Rồi, hành xô nha. Thành viên ban hội khi vào trận hoặc bị đánh trọng thương sẽ xuất hiện ở hậu danh của phe mình. Sau khi rời hậu danh sẽ có 3 giây miễn nhiễm sát thương. Cái hậu danh thì anh em cũng biết rồi. Hậu danh là dưới đây nè, thấy không? Hậu danh. Đó, mình ra thì mình đi ra ngoài thì mình sẽ được bất tử á, kiểu kiểu vậy. Rồi tiếp tục nè. Trận đấu sau khi bắt đầu sẽ trải qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 8 phút. Giai đoạn đầu tiên, hai phe có thể tiến đánh chiếm các long trụ tại 4 danh địa. Đó, vừa mới vô hai bên đập nhau luôn. Rồi, bang nào mạnh thì chiếm được nhiều trụ, vậy thôi. Bang hội có tổng sát thương cao nhất lên long trụ sẽ chiếm được trụ. Đó, tại giao diện chính, thành viên bang hội có thể dịch chuyển trực tiếp đến trụ đã chiếm giữ. Quá ngon luôn, cái này là cực kỳ quan trọng luôn nha anh em. Ví dụ như là bạn của mình mà mình nhanh chóng mình ào lên, ví dụ mình ở phía dưới này ha, mình nhanh chóng mình ào lên chiếm được con chu tước đúng không? Đó, sau đó là mình teleport lên chu tước luôn. Ồ, cái này nguy hiểm nha, cái này cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Nó ghi nè, thành viên ban hội có thể dịch chuyển trực tiếp đến trụ đã chiếm giữ. Rồi, cái này nguy hiểm nha, phải thủ trụ cực kỳ kinh khủng luôn. Lưu ý, long trụ tại Mộng Hồi Thái Thạch Cơ có lượng sinh lực thấp hơn chiến trường Biện Kinh, vậy có nghĩa là nó không có trâu bằng nên là dễ bị chiếm. Các bang hội hãy chú ý di chuyển linh hoạt tùy cơ ứng biến. Cái này lưu ý nha, rất là ngon, sẽ có rất là nhiều chiến thuật sẽ được tung ra ở cái map này. Ở giai đoạn này, các đại tướng và nguyên soái chấn giữ ở hậu tuyến không thể gây sát thương hoặc bị gây sát thương. Vậy là những con đại tướng và con nguyên soái của mình ở trong 8 phút đầu tiên, chúng ta sẽ giống như cái hình hiện tại ở trên màn hình đây, không có làm được gì cả, không đánh vô được, nó cũng không gây ra đam cho mình luôn. Giai đoạn 2, đại tướng hai phe bắt đầu trạng thái chiến đấu. À, bắt đầu chiến đấu nè. Bang hội có thể tiến đánh đại tướng của phe đối thủ. Đại tướng sau khi bị đánh bại sẽ không hồi sinh. Ồ, đứt luôn hả? Rồi, giai đoạn 3, nguyên soái hai phe sẽ vào trạng thái chiến đấu, cùng di chuyển đến trung tâm chiến trường và triệu hồi thủ hạ giao chiến. Ghê hả? Vậy là hai thằng nguyên soái nó đi vô giữa luôn anh em, vãi nồi. Kính nhở. Trong khoảng thời gian di chuyển, nguyên soái sẽ không gây sát thương hoặc là bị gây sát thương. À, vậy nó ra giữa nó mới quất hơn anh em. Ra giữa mới quất thôi. Bang hội có thể đánh nguyên soái của phe đối thủ. Rồi, nguyên soái sau khi bị đánh sẽ không hồi sinh. Vậy là đại tướng với lại nguyên soái chỉ ra một lần duy nhất thôi. Phương thức tính điểm thống trị. Anh em lưu ý, ở trong cái vòng chung kết này, thắng thua phân định bằng điểm thống trị. Chúng ta hãy cùng xem. Phương thức ghi điểm: đánh hạ mỗi long trụ chúng ta sẽ có 100 điểm. Chiếm giữ mỗi long trụ trong 15 giây sẽ có 20 điểm. Đánh bại mỗi đại tướng phe địch sẽ có 300 điểm. Mỗi đại tướng phe ta còn tồn tại trong 15 giây sẽ được 30 điểm mỗi 15 giây. Đánh bại nguyên soái phe địch sẽ được 800 điểm. Nguyên soái phe ta còn tồn tại trong 15 giây là điểm nhận là 50 điểm trong 15 giây.
Vào thời điểm kết thúc trận đấu, ban hội có tổng điểm thống trị cao hơn sẽ giành chiến thắng và nhận tư cách vào vòng tiếp theo. Ban hội còn lại sẽ bị loại. Đó, lưu ý nha anh em, rất là hay luôn, cực kỳ hay trong cái vòng chung kết này. Nhưng có một cái chấm hỏi ở đây, đó chính là mình đánh như thế này, mình đánh trụ, mình đánh nguyên soái, mình đánh đại tướng, vậy đánh người chơi có lên điểm hay không? Đấy không, đánh người chơi có lên điểm hay không các bác ơi? Này chưa biết nha, không biết người chơi có lên điểm hay không. Rồi, ok, đó là những gì mà cô muốn chia sẻ về cái hình thức vòng chung kết, thật sự là rất là hay luôn. Đòi hỏi anh em là phải có được một cái chiến thuật cực kỳ dữ dội, đúng không? Cực kỳ dữ dội để chúng ta có thể chặn cổng, chặn đầu đối phương tiến tới, ăn luôn con nguyên sói, giữ con nguyên sói nó càng lâu càng tốt. Và một cái câu hỏi và một cái thắc mắc của mình thì đối với video game đó chính là hạ gục người chơi có tính điểm hay không? Nếu như hạ gục người chơi không tính điểm thì anh em sẽ có một cái chiến thuật cái gì đó, thấy không? Cái này cần phải có Vinagame họ xác nhận, chúng ta mới có thêm những cái chiến thuật, những cái công bài mới hay được, đúng không anh em? Và chúc anh em sẽ có những cái trận đánh cực kỳ mãn nhãn. Đặc biệt ngày 7/1/2024 là sinh nhật tôi, cái ngày đó là có 4 trận chung kết lận, ngon lành cành đào luôn anh em, quá dữ dội. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.